Em vừa về được cái lô WH Liver của Hàn Quốc. Lô này có rất là tròn, có 10 cái. Hàn Quốc xịn luôn, giá rất hợp lý. Giá bán lẻ dự kiến là hơn 3 triệu một cái. Còn các bác nào thợ là bốc lô thì alo luôn cho em nhé. Quất luôn cả 10 cái luôn đi, cho nó gọn. Giá bán lẻ hơn 3 triệu. Con này thì nó là hàng bã Hàn Quốc, nó sản xuất tầm những cái năm 97 thì đấy. Để em ngó, em chưa thử. Con này thử ngon hết rồi, thử sống hết rồi. Các bác nào thợ nào đây, những con này tầm năm 93, con 593 hoặc là 97 gì đấy, tầm đấy, cơ bản là vậy. Đấy, đây, xem nào. Đấy, dây nguồn bọn Hàn Quốc này nó hay thể hiện đấy, bọn này 593 này. Cơ bản là 59 nữa, chứ là 1900X. Bọn này là Hàn Quốc, giá rất hợp lý. Hơn 3 triệu một chú thôi. Quá hợp lý luôn, hát hò nghe nhạc. Hàng xịn luôn. Tiếng rất hay. Tiếng hay, vang rất là tốt. Em thử bằng con mic Sufu. Lô. Rất là vàng, sắc nét. Nó vừa về xong hôm nay 13 tháng 7 2018. Anh em nào chơi được cả lô này thì cũng điện luôn cho em. Ôm lô này thì rất là ít tiền mà về làm là sẽ rất là hiệu quả. Cả lô có 10 con thôi.